Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một thử nghiệm đi hết sông đất nha. Đây. Mọi người có biết đây là trái gì không? Đây là trái sông đất nè. Cho mình để vô nước ha. Nữa nè. Ở đây không có gì hết á. Wow, mọi người ơi, có nhiều trái trứng ghê. Vừa mũi luôn á mọi người. Đây là thành quả mình hái nè mọi người. Tiếp theo mời mọi người về nhà cùng mình làm một thí nghiệm tuổi học trò. Ô mọi người ơi, nó bắn đạn luôn á. Video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Mọi người xem xong hãy nhớ like và đăng ký kênh nhé. Bye bye.